sĩ kế, chúng tôi giới thiệu ngay tại chương trình chúng ta không có nhiều giờ. Một hai năm nay xuất hiện trên Paris by Night, nhưng mà gây được sự chú ý rất lớn. Cô đi show hiện tại rất nhiều. Nhưng với tôi thì cô có một cái kỷ niệm khá đặc biệt. Xin quý vị cùng chúng tôi chào đón nữ ca sĩ Hoàng Nhung. Tôi phải kể như thế này, có lẽ quý vị nghe rồi. Là một buổi sáng, cô Kỳ Duyên phone cho tôi lúc tôi đang ở bên Cali. Vợ chồng tôi nói là: anh ơi, em có cô bé này, cô ấy hát hay lắm, anh nghe thử đi, rồi anh giới thiệu vào Thúy Nga. Thì lúc đó là tôi và xã tôi đang chuẩn bị đi ra tiệm ăn sáng. Thì cô Kỳ Duyên cô ấy ra đó, rồi cô ấy đưa Hoàng Nhung ra. Thì tôi bảo: đâu, cháu hát thử cho chú nghe câu hai câu xem nó như thế nào. Tại vì nếu cháu hát hay thì không cần nguyên bài. Nhưng mà lúc đó không có ban nhạc mà khách cũng đang ngồi ăn bánh mì bò kho chung quanh. Nhưng mà cô này cô ấy rất là tự nhiên. Cô ấy hát 4 câu là tôi bảo: thôi cháu khỏi hát nữa, cháu có thể thành ca sĩ được rồi. Bây giờ cháu hát lại 4 cái câu đó cho khán giả nghe, là để xem quý vị có giống cái nhận xét của tôi không. Cháu hát đi, nếu đời không có anh. Dạ, con xin cảm ơn dạ, chú. Okay. Và trước tiên cho phép Hoàng Nhung xin được kính chào chú và xin được kính chào tất cả quý vị khán giả trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Đây là 4 câu mà gặp gỡ tôi lần đầu để mà đưa vào cái định mệnh là vào Thúy Nga đó thưa quý vị. Dạ, Nhung xin được hát 4 câu mà chú nói. Giờ phút hôm nay thấy buồn lên mắt, đường chiều man mác như gợi niềm thương. Cha người yêu đến cùng chung ngõ hồn, với vòng tay xanh đón mời cho đời lên ngôi thân thanh. Thấy không quý vị? Đó thì hôm đó cô ấy hát cũng vậy. Ở một cái tiệm ăn mà đâu có đàn trống gì, thì cô ấy hát, cô ấy định hát tiếp. Tôi bảo: thôi cháu đầy đủ rồi. Quý vị thấy 4 câu này được rồi, có phải không quý vị? Vâng. Nhưng mà thôi, bây giờ thì thành ca sĩ của Thúy Nga rồi. Thì hôm nay Hoàng Nhung gửi tới quý vị nhạc phẩm mà nó thời thế hơn, nó đang rất là đắt khách. Như Quỳnh hát là mấy 80 triệu người vào coi. Thưa quý vị, mời quý vị nghe Duyên Phận của Thái Thịnh. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
thể nói khi mà được chú Ngạn giới thiệu Nhung trên sân khấu như thế này thì Nhung rất rất là hãnh diện, bởi vì có thể nói cột mốc mà Nhung được vào Thiên Nga là nhờ vào chú. Chú đã động lực cũng như là ủng hộ tinh thần cho Hằng Nhung rất nhiều. Thành ra là có được ngày hôm nay, con cũng xin được cảm ơn chú Ngạn một lần nữa, xin được cảm ơn chú rất nhiều, và cũng xin được cảm ơn Trung tâm Thiên Nga đã chấp cánh cho Hằng Nhung để đến gần với tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Ca khúc tiếp theo chắc là một lần nữa Nhung xin được kính gửi quý vị. Ca khúc này chắc là quý vị cũng rất là yêu thích. Và quý vị cùng Hồng Nhung hát chung cho vui nha. Bây giờ xin quý vị cùng nghe Chờ Đông. Cho vui nha. Bên này nha quý vị. Anh ơi. Wow, lớn quá. Một lần nữa chúng ta cùng chung cả rạp luôn cho vui nha quý vị. Anh ơi. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn quý vị ạ. Anh ơi, có phải ngoài trời đang mưa? Anh ơi, có phải trời đã sáng đâu? Mùa đông giá băng em đang chờ. Cho em, ô hay
Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Chú giới thiệu mà vào Thúy Nga mà người ta khen cháu là chú mừng. Chú chỉ sợ giới thiệu vào mà cháu ra khán giả mặt lạnh như tiền, không có phản ứng gì thì nguy hiểm lắm. Cảm ơn cháu rất nhiều và chúc mừng cháu. Thưa quý vị.